Hey, chào các bạn, mình là Jujun Jose và chào mừng các bạn đã đến với Go Home. Đây là một con game kinh dị góc nhìn thứ ba. Thì ở trong cái game này mình phải cố gắng chạy về nhà. Trong quá trình mà mình về nhà là sẽ có rất là nhiều mấy cái con quái vật nó dí mình. Thì mình đã coi sơ qua cái game này rồi và mình thấy nó khá là dị và mắc cười, cho nên là muốn chơi thử cho các bạn xem. Ok, let's go. Yeah. Tôi bị lạc bố mẹ và tôi không thể tìm được đường ở đâu. Tôi không có sự trợ giúp để về nhà. Ôi, các bạn nhìn cái mặt của nó kìa. Cái mặt bị che mờ luôn vậy. Trời, đúng vậy luôn á. Nhìn bà bai nè. Bà bai tưởng tượng như là tiên nữ. Ê. Rồi, cầu nguyện đi. Cầu nguyện để có thể về nhà an toàn. Đi chùa hả? Mày đặt đi chùa mặc kimono nữa xong rồi bị lạc. Đáng đời luôn. Đúng kiểu phong cách Nhật Bản luôn các bạn. Làm mấy cái game đúng vậy luôn. Bay lên mấy tảng đá được nè. Ok. Đi xuống đây đúng không? What the... Hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tôi vừa mới băng qua đường. Mới vô xe đúng. Ôi. À, hiểu rồi. Mình phải chú ý cái đèn giao thông nè các bạn. Hồi nãy là mình băng qua lúc mà đèn đỏ. Tức là đèn xanh mới đi qua được. Nếu mà bạn bị một ai đó đi theo, dí theo hả? Có thể sử dụng cái lỗ để dịch chuyển. Cái lỗ nào? Cái lỗ cống này đúng không? Mình bước lên cái nắp cống là mình sẽ quay trở lại cái vị trí hồi nãy. Dịch chuyển à. Ok. Như phía trước là công viên đúng không? What? Cái xích đu à. Đi lên xe đây hãy xem. Cái này là cái cầu trượt á. Sao nhìn nó ghê ghê sao? Cầu trượt. Nhìn kỳ. Ê. What? Cái con gì đây? No. What? Giết chị. Ok. Cái nhà nằm ở lầu 3. Ở trong một cái căn hộ màu vàng. Sử dụng kêu để định hướng à. What? Nữa ha? Oh no. Ok, căn nhà lầu 3 trong một căn hộ màu vàng. Má sợ quá. Sao nó dí tôi sắt gạt vậy? Quay. Một đống căn hộ. Nó chưa phát hiện ra tôi đây các bạn ơi. Oh my god. Oh, căn hộ màu vàng ở đâu nhỉ? Có thể đi vô. Không đi vô được. Chạy một xíu bị mệt nữa chứ. Cái game này nó có cơ chế mệt nữa. Chuyển qua đây. Ủa đây, ở đây. Trên lầu 3 đúng không? Đây rồi, căn hộ 1. Ôi. What? Cái gì vậy? Ủa? Mình vừa mới tới căn hộ màu vàng xong rồi có một cái con gì đó rớt xuống xong mình chết à? Đùa tao à? Đùa tao hả? Trời. Nó đúng sợ luôn mày. My god. Làm sao để hốt được cái con quỷ đó đây?
cái sức... Ôi trời ơi, nó đằng đó kìa. Đằng đó kìa. Nó cần phải đi chậm chậm xong rồi. Ở đâu đâu đâu. Rồi nhưng mà mình không dám đi thẳng vô, mình sợ nó gớt xuống. Có một cái xác nó gớt xuống ấy. Cái gì vậy? Cái vùi vùi. Rồi làm sao tao về đây? Làm sao? Mày cho tao về đi. Gì vậy? Chết bà nó tới rồi. Từ đằng sau tôi đã thấy nó rồi. Ờ, thuốc đằng kia. Ê, ê. Má nó. Má nó. Trời. Có con chó nó dí luôn chứ. Có con chó mặt quỷ luôn bè. Con chó mặt quỷ nó cũng cắn mình luôn à. Nó toàn chết ngay. Ù trời ơi. Lại là con quỷ chó đen đó kìa các bạn. À, nó kìa. My god. Trời đất. No, cái gì mà đi đâu cũng bị gì hết trời vậy? Tao sao quá mẹ. Tao sao quá mẹ. Ô má, ô má, ô má. Trời ơi, cái má. What? What? Wow, cái game mắc dài. Cái game quá là mắc dạy các bạn. Kìa 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 kìa. Dí tôi lần trước nữa kìa. Trời đất ơi, quay trở lại đây thì gặp con chó. Chạy qua đây, chuyển qua. Nãy giờ chưa thấy cái bóng dáng cái nhà màu vàng luôn á. Cái đằng kia nhỉ. Ôi đây ơi. Đây ơi. Chung cư màu vàng kìa. Nhưng mà mình đi cái cổng trước là mình sẽ bị cái con nó gớt xuống trúng đầu chết. Uể. Làm sao để vô được. Giờ đi vòng qua cửa sau xem. Cửa sau. Cửa sau. Là sao? Rồi rốt cuộc nó có cho mình win hay không? Mình đi cửa sau mình cũng gặp cái con quỷ ma nữa. My god. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Oh no. Giờ tôi không biết tôi đang đâu luôn. What the fuck? Mình, tại sao hình như là có hai con lận? Hình như là có hai ba con lận các bạn. Mình, không phải là một con, hai ba con lận ý. Nãy các bạn thấy rõ ràng không? Hai con xuất hiện từ hai phía luôn. Làm sao để lên được cái chỗ đó trời? Không hiểu luôn các bạn. Chắc khó hiểu thật sự luôn. Chính xác là ở đây à? Mình làm sao để lên? What the hell? No. No, 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 dịch chuyển vô đi. Ok. Rồi, quay trở lại cái căn hộ nè. Con đó đi chưa nhỉ? Để xem. Sau lưng chỗ này. Ồ, oh yeah, nó đi rồi các bạn. Nhưng mà ở đây có một cái chỗ dịch chuyển nữa nè. Đây ơi. Dịch chuyển lên trên sân thượng à. Đây rồi. Nhà mình ở lầu 3 à. Vậy là mình xuống một lầu thôi. Một đống nữa đó kìa. Trời ơi, một đống mấy con quỷ ở dưới đó. Nó dí vô nhà mình. Đây rồi, về nhà rồi. Ba mẹ ơi. Mà sợ vãi. Cái gì vậy cái con?
nhảy dây à. Má sợ không chết luôn á. Ôi đâu ơi, mày đâu? Mẹ mình hả? Sao đứng đó vậy? Vô đây, vô đây. Đúng rồi, đàn đi. Đi đi, mấy quỷ ma. Đi đi. Trời trời, sao có một cái đầu nó bay lơ lửng vậy? Tiếp tục. Đang đang đang. Đang đi. Nữa hả? Mà. Ở đây có cái đèn y tế to nè. Là sao? Bà này là mẹ tôi à? No 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 no. Bây giờ mỗi lần mà mình đi lại gần cái cây piano đó đó là cái con quỷ nó sẽ chạy ra dí mình à. Mẹ 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 cứu 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 con. Mẹ ơi sao mẹ cứ Nào bây giờ mình sẽ đi lại cái bàn thờ. Đó, đi lại cái bàn thờ nó sẽ tắt điện. Nhưng mà không được đi lại gần cái piano đó. Đi lại gần cái piano là nó sẽ, con quỷ nhảy dây nó sẽ xuất hiện, nó dí mình. Cái con đó là cái con gì mà giống như là 1000 cục thịt nó dính lẹo lại với nhau, xong rồi nó nhảy dây. Thấy bây giờ mình đàn, sẽ có một cái con quỷ nào đó nó đi lại nó dòm mình. Nào có thể nhìn lên đó. Oh my god. Oh, biến mất rồi. Bây giờ mình cần phải làm cái gì đây? Chỉ vô cái tivi à? Xem tivi cái đi. Tivi chiếu cái gì mà căm cà giật cà giật. Ế? Chiếu cái gì ấy? Trời ơi, các bạn nhìn cái hình ảnh bà mẹ kìa. Cái gì vậy? Bức tranh. Bức tranh nó thay đổi luôn nữa bè. Giờ sao? Ê, cái gì đây? Ui, một cái mặt nạ hả? Hả? Mình lấy mặt nạ mình đeo vô à. Tôi sẽ trở nên là một cô gái tốt để sống. Nụ cười khiến cho tôi trở nên vui vẻ. Và tôi có thể đánh bại cái con Crybaby. The Crybaby à. The Crybaby, lít chuột phải để tấn công. Lít chuột phải. Như nào? Chuột phải hay là chuột trái? À chuột trái các bạn, mình nhầm. Ôi tấn công được nè. Rồi. Mày chết. Mình quăng cái này luôn đúng không? Rồi. Bây giờ dụ cái con quỷ đó ra. Chích nó. Xuất hiện đi con sai. Đâu rồi? Ơ, vậy lại không xuất hiện à? Mày hả? Mày hả? Hay vậy? Giờ cần phải làm cái gì đây? Ê? Cá vàng á? À? Ôi chết, có vẻ có biến bè. Tự dưng nó cho mình xem con cá vàng. What the fuck? Mày vô đây. Ô. What? Hả, mình không có tấn công cái con đó được các bạn. Vậy là cái cây này nó không có tấn công cái con kia được các bạn. Cái con quỷ từ ngoài bước vô. Trời má, lộng hành ghê luôn, dám vô nhà mình á. Quỷ mất dạy. Con này thì khoan từ từ nào, phải lại con cá đấy, dòm con cá xong con quỷ kia sẽ xuất hiện. Oh man, oh my god, mẹ ơi bảo vệ con mẹ ơi. Núp. Oh,
Bây giờ mình mới phát hiện là mình có thể ngồi xuống được. Trời đất ơi, nó không thấy mình cái bậy. Bị ngu à. Hồi nãy ở ngoài đường là mày thính lắm mà. Sao bây giờ vô nhà tao cái mày mày không thấy tao. Nó mò mò gì đó. Trời ơi, bây giờ mày không biết làm sao. Mẹ ơi, đừng bỏ con mẹ ơi. Ok. Tôi đi theo mẹ tôi đi ra rồi. Ngon. Tôi đoán rằng tôi cần phải chờ đợi sau tất cả. Bây giờ hãy quay trở lại cái đèn. Cái gì vậy? Về nhà xong rồi bây giờ quay trở lại đèn à? Cái chỗ này tối luôn hả bạn? Trời tối à. Rồi nếu mà đi ra là mình cần phải đi lên trên sân thượng để nhảy vô cái cổng dịch chuyển. Ủa? Cái cổng dịch chuyển mình đâu rồi? Ủa? Vậy là cần phải đi xuống rồi các bạn ơi. Đi xuống rồi. Nó hết cho mình đi lên trên để dịch chuyển rồi. Cần phải đi. Ôi, ôi các bạn nhìn đằng xa xa nó có một con voi. Ôi cái bà này là cái bà hồi nãy mà khi mà mình đàn bà nhìn vô đúng không? Bà này nhìn có vẻ hiền, chắc là mẹ mình đúng không? Có thể bà này là mẹ mình ấy. My God, mẹ tôi. Mẹ tôi cái mặt bị nhả. Ok. Ui, ở đây nó có những cái cống màu đỏ nữa các bạn. Nếu mà bạn bước vào cái hố màu đỏ thì bạn sẽ bị kẹt trong một ít phút. Nếu mà bạn muốn bước vào cái lỗ dịch chuyển thì cần phải bước từng bước một. Hãy tạo sự chú ý để tụi nó tiến gần hơn tới cái lỗ dịch chuyển. Là sao? Ôi trời ơi. Ui, ở đây nó có những con voi luôn hả ta? Có một con voi bự ở đây. Ừ đúng rồi, hồi nãy là mình thấy có một con voi. Nếu mình ngồi xuống thì nó sẽ không chú ý tới mình. Rồi. Bây giờ mình bị một con voi khổng lồ dí các bạn. Mình có thể ngồi xuống để nó không chú ý tới mình. Kìa kìa, nó đi đằng trước kìa, bạn thấy không? Giờ dịch chuyển nè. Trời ơi. Hết bị ma dí xong rồi bị voi dí. Trời ơi, cái game gì vậy? Ý, nó chỉ vô trong cái lỗ này dữ à. Kìa kìa, nó đứng ngay trước cửa nhà luôn kìa. Tôi tưởng cái đó là mẹ của tôi không dí tôi. Ai về nó dí sắp mặt luôn bê. Mày đi về làm gì? Mày cứ ở trong đền là mày an toàn rồi. What? Cái gì vậy? Ôi, may quá. Ôi trời trời trời. Con dâu nó chở một cái thằng nào đó trên đầu nhúng máu luôn kìa. Cái đầu thằng đó búng máu luôn. Thôi bây giờ cứ đi bộ đi. Ý, ở đây có một cái đàn, không biết là mình có thể. Con quỷ chết tiệt. Không được đụng vô mấy cái đàn này các bạn ơi. Đụng vô mấy cái đàn là con quỷ nó chạy ra tấn công mình á. Mép bên đây à. Đằng đó. Đây rồi, đây rồi. Né cái con quỷ đó ra. Tha. Tha đi, tha đi. Tại sao cái con đó nó dí nhanh quá ta? Con quỷ đó đúng nhanh luôn á. Sao nó cười trên cái đèn mà lại nhanh như vậy? Thôi chết, con chó nó chú ý tôi rồi. Game mắc dạy nhất tôi từng chơi là đây. Oh yes.
Oh yes. Đây rồi, đây rồi. Đuổi được nó đi rồi đó các bạn. Đừng có đụng vô mấy cái piano này. Ủa mà cái đó là cái công viên mà ta. À hình như là băng qua cái công viên sẽ là cái đèn. Ơ, cái gì vậy? Ủa? Tự nhiên đang đi cái tắt đèn vậy? Ui. Ui, 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 gì đấy, gì đấy, đấy. Phía trước nó có một cái con. Phía trước nó có một con bạch tuộc các bạn. Vậy là mình đi qua cái đèn là nó sẽ tắt đèn. Mình cần phải nhớ cái vị trí của cái piano. Ok. Cứ đi thẳng tới thôi. Con bạch tuộc à. Yes. Qua màn rồi. Cái gì đây? Đây là con bạch tuộc các bạn ơi. Mình cần phải chạy. Ôi. Con bạch tuộc khóc rồi. Barbara. Tấn công nó là ít nhất là 5 lần. Khi mà cái con này nó bị kẹt thì rồi mình phải dụ sao cho nó bị kẹt và mình tấn công nó ít nhất 5 lần. Đâm nó 5 cái. Đang bị kẹt á. Rồi. Ui khó vậy. Ok, rồi. Ai nè. Ôi sợ quá. Đâu đây. Đâu nè. Ê nó bị mắc kẹt rồi đó các bạn. Nhưng mà làm sao để đâm nó đây. Ôi trời trời. Trời ơi bị chảy máu luôn à. Ôi nó mệt các bạn ơi. Nó mệt. Ôi đi đi. Bro, à có một lúc nó sẽ mệt, hiểu rồi. Kìa, nó mệt kìa bạn. Hiểu rồi. Rồi nào. Rồi, dụ nó vô đây lại. Phải canh chừng nào nó mệt. Đây rồi. Yes. Đặt đúng 5 cái mới win được. Tôi muốn về nhà. Trời ơi, mày đừng có về nhà nữa. Mày chết lẹ giùm tao. Trời ơi, cái game. Ủa gì nữa đây? Cầu Nại Hà hả? Trời ơi, có mấy con cá nó bay bay qua lại kìa. Phải timing nè. Rồi. Trời ơi. Ok, băng qua cái cầu này. Hy vọng là về tới nhà nha trời. Bruh. Game này nó rất là khó nhưng mà gì á, chắc phải đi nhanh rồi bạn ơi, không có chậm trễ được rồi, phải đi nhanh mới được nào, nhanh lên. Lên đi. Ôi, hết đường đi rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ôi, chạy. Cuộc là đi hay không đi, bây giờ đi cũng chết. Má sao cái gì mà nó thảm dữ vậy trời. Mình không hiểu là tới khúc đó là mình cần phải làm cái gì, hay mình cần phải dùng cái cây gậy của mình để mình đâm cái cục thịt đó nhờ. Phải rồi. Ok.
100. Vẫn chết kìa. Oh no. Oh, à đúng rồi, cây đàn nó lật lại các bạn. Đúng rồi, cây đàn nó lật lại. Là mình phải nhảy lên. Au au au. Rồi hiểu rồi. Nhảy hai lần, nhảy hai lần các bạn. Cây đàn nó sẽ lật lại. Má chị chó vậy. Ê. Đưa tao đi tiếp. Má hết hồn. Cái gì nữa đây? Vô đây à? Âu, quay trở lại cái nóc nhà của mình rồi nè. Bây giờ mình cần phải, bây giờ tôi cần phải làm cái gì? Âu, giữ thăng bằng các bạn. Giữ thăng bằng cho cái nhà của mình. Trời đất ơi. Oh, oh my god. Ôi, tôi rớt rồi, tôi rớt rồi. Bây giờ cần phải làm cái gì? Cái mặt của nó kìa. Đi lại cái mặt của nó. What? Té. Đây rồi. Vô cái miệng của nó. What? Ủa, nó auto chạy luôn á. Chạy. My god, tôi làm được rồi. I got it. Yes. Trời ơi. Không phải là về nhà mà là về lại cái đền các bạn. Má, cái game nó mắc dại dữ lắm luôn ấy. Rồi, bể cái mặt nạ rồi. Trời ơi. Méo hiểu một cái gì luôn các bạn. Cái khuôn mặt khổng lồ đó là ai? Ê? Ồ, con ma đầu game á hả? Cho em mượn cái váy em hỉ mũi cái. Mặc dù em không có cái mặt. Ê? Rồi. Mình nghĩ là mình cũng trở thành ma luôn các bạn à. Cuối cùng là con quỷ nó không dí mình nữa. Tức là mình trở thành đồng loại nó rồi. Ờ. Ủa? Ủa? Ai đây? Ủa? Cái này là mình khi mà mình lớn. À, chị hàng xóm. Hay bé. Bé làm gì đứng đây đó? Ủa giờ mình vô vai nhỏ này vậy? Công nhận cái game nó gì mà nó ảo vờ lờ luôn. Không hiểu một cái gì luôn. Chơi chỉ biết hét và cười thôi. Đi ra cái công viên lại nữa bạn. Ồ, hình như là không còn quỷ nữa bạn ơi. À, ê ơi, đi lại cái đền. Đây là nhân vật chính khi mà lớn lên hay sao? Làm ơn đừng có xe đụng tao nha. Ồ, quay sẽ lại đền nè. Ok. Cầu nguyện vậy là xong à. Cầu nguyện xong rồi đi về nhà. Rồi. Cái gì? Nếu tôi đọc không kịp các bạn ơi. Đọc không kịp nhé. Nó hiện lên nhanh quá đọc không kịp. Ủa? Hả? Ê? Cái gì đây? Cái gì vậy? Đây là cái thế giới bên kia. Cái mặt con quỷ ma này là chùm cuối nè. Ok, và đó là tựa game Go Home. Quá là đỉnh, tôi đã phá đảo được nó rồi các bạn. Rồi các bạn thấy tựa game này như thế nào? Để lại comment và nhớ like nha. Bye bye.